lớn kèm theo lốc xoáy gây nhiều thiệt hại ở huyện Châu Thành A. Thành công từ đại hội đảng bộ cơ sở và sự đóng góp tích cực của nhân dân tạo tiền đề quan trọng trước thềm đại hội đảng bộ huyện Châu Thành. Người dân ở khu tái định cư tỉnh Hậu Giang gần 10 năm sống chung với điện chập chờn. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2015. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều hôm qua, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã làm sập và tốc mái nhiều căn nhà, trường học trên địa bàn thị trấn 1000 huyện Châu Thành A. Hiện địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 8 nhà bị tốc mái, trong đó có 3 căn nhà công vụ của cán bộ, viên chức, nhiều cây cối bị đổ ngã. Riêng trường trung học phổ thông Châu Thành A bị tốc mái 8 phòng và hư hỏng nhiều trang thiết bị. Ước tổng thiệt hại tài sản ban đầu hơn 500 triệu đồng. Hướng là trường đã có thu gom cây vào khu vực ngày hôm qua là đã cơ bản là đã xong. Còn phần còn lại thì ngày mai thì sẽ có các cơ quan chức năng xuống khảo sát và có hướng khắc phục nhanh. Tính gió mưa nó thường thường thôi chứ đâu có nghĩ vậy. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra thiệt hại, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị thương và nhà cửa bị tốc mái để kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các ngành có liên quan đã xuống tận nơi tại các cái nơi bị thiệt hại, thí dụ như bị sập nhà, bị tốc mái, để mà kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí giúp bà con khắc phục ngay cái việc là về nhà ở, để làm sao đảm bảo trong ngày hôm nay thì coi như bà con là có được cái chỗ ở là tương đối ổn định. Được biết, năm qua trên địa bàn huyện Châu Thành A, mưa kèm theo gió lốc đã làm sập hoàn toàn 13 căn nhà, tốc mái 33 căn. Do đang là thời kỳ chuyển sang mùa mưa, nên từ nay đến cuối tháng 6, lượng mưa cũng sẽ tăng dần. Người dân cần đề phòng hiện tượng sấm sét, lốc xoáy xuất hiện, đồng thời gia cố nhà cửa, tránh thiệt hại do thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, Quyền ủy Chị Thủy là đơn vị được tỉnh ủy chọn chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ điểm, dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6. Trong những ngày qua, chị Thủy đang hoàn tất các công tác chuẩn bị. Theo đó, Quyền ủy Chị Thủy đã thành lập 4 tiểu ban: tiểu ban dân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền khánh tiết và tiểu ban đảm bảo phục vụ bảo vệ. Việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy và tổ chức đại hội theo hướng coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ quyền được lựa chọn kỹ lưỡng. Theo đó, 300 đại biểu tiêu biểu đã được 51 tổ chức cơ sở đảng bầu đi dự đại hội đảng bộ quyền khóa 11, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu và chất lượng. Chào mừng đại hội đảng bộ quyền, nhiều công trình cũng đã được địa phương phát động, chỉnh trang lại khuôn viên công sở cùng với các hoạt động văn nghệ thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thành công ở đại hội của một đảng bộ cơ sở là rút ra được bài học kinh nghiệm qua một nhiệm kỳ thực hiện, từ đó đề ra được những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho sự phát triển của địa phương ở nhiệm kỳ mới. Đối với xã Đông Phước, huyện Châu Thành, địa phương này đang nỗ lực tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong nghị quyết, góp phần thay đổi diện mạo và sự phát triển của địa phương, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Xã Đông Phước được huyện Châu Thành chọn làm điểm tổ chức đại hội đảng bộ, bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy. Thành công của đại hội là nhờ sự đoàn kết, phát huy tốt dân chủ trong đảng, trong dân. Qua nhiệm kỳ 2010-2015, đảng bộ xã Đông Phước có nhiều chuyển biến tích cực. Xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là trọng tâm cho sự phát triển, địa phương đã tập trung vận động người dân chuyển đổi từ vườn tạp sang vườn cây ăn trái chuyên canh đạt hiệu quả như bưởi, cam sành và thanh long.
Từ đó góp phần cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn hơn 4,8%. Tất cả mọi công việc gì liên quan đến người dân, quyền lợi ích nhân dân đều được đưa ra cho dân bàn bạc để cho dân thấy được vai trò trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó là phát huy vai trò của ban công tác mặt trận các cấp, mang cái tính là giám sát phản biện xã hội để tạo điều kiện cho mỗi người dân đều đóng góp xây dựng chính quyền, xây dựng đảng, xây dựng cái công việc ở địa phương. Từ đó là cái dân chủ được phát huy rất là tốt. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Đông Phước đã đặt ra 12 chỉ tiêu, trong đó nhiệm vụ quan trọng là tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Hiện nay, ngoài việc tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, thì vấn đề xây dựng hạ tầng giao thông cũng là cách để làm thay đổi diện mạo và vực dậy sự phát triển của địa phương trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã dân hóa và các tiêu chí xã nông thôn mới ở cuối nhiệm kỳ. Chuẩn bị cái tổng kết đại hội của cấp cơ sở. Khi tổng kết đại hội cấp cơ sở thì rút ra bài học kinh nghiệm để làm sao tập trung cho tới cho đảng bộ chỉ đạo cho thành công đại hội đảng bộ huyện. Tới thời điểm này thì văn kiện đã thông qua tổ thẩm định của tỉnh xong. Thứ hai là nhân sự đã được ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt. Sau khi 53 chi đảng bộ cơ sở của huyện hoàn thành đại hội, thì hiện nay Châu Thành đang tập trung hoàn thiện văn kiện nhân sự để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Người dân địa phương đang rất phấn khởi và tích cực đóng góp cho định hướng của huyện trong thời gian tới. Địa phương cũng đã ổn hoàn thành nhưng mà thấy cũng đời sống nhân dân được nâng lên. Nhưng mà tới đây cũng cần quan tâm thêm về cái dạng lộ xá cũng như là các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thì tôi rất mong các đồng chí trong được mà trúng cử nhiệm kỳ tới đó cố gắng phấn đấu làm sao mà điều hành kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cũng như cho cái địa bàn của cho toàn huyện nó được cao hơn trong thời gian qua. Giống như các địa phương khác, trong quá trình phát triển sắp tới, Châu Thành đã nhận được những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, phong phú vào dự thảo văn kiện. Đây sẽ là tiền đề góp phần thắng lợi đại hội đảng bộ huyện. Tính đến thời điểm này, 443 trong tổng số 471 chi đảng bộ đã hoàn thành đại hội chi đảng bộ cấp cơ sở, dự kiến sẽ hoàn thành xong đại hội vào trung tuần tháng 6 tới đây. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy Hậu Giang đã rút kết nhiều bài học kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho kỳ đại hội cấp huyện thị thành. Theo đánh giá của Ban Thường vụ và các ban xây dựng đảng tỉnh, thì các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh về tổ chức đại hội. Tuy nhiên, một số chi đảng bộ cơ sở viết báo cáo chính trị còn dài, nên trong quá trình thảo luận, đại biểu chưa tập trung, không có tranh luận mà chỉ có tham luận. Ngoài ra, tại đại hội, việc điều hành của đoàn chủ tịch còn lúng túng, bị động nên kéo dài thời gian. Số cái chi đảng bộ thì bản kiểm điểm thì nói chung thì nó cũng chưa có sâu, chưa có sát cái thực tế, cũng như là một số nơi đó thì cũng dựa theo cái đánh giá của báo cáo chính trị mà xây dựng cái bản kiểm điểm của cấp ủy. Đến nay 73% cái tổ chức cơ sở đảng đã đại hội xong á, thì có 31 cấp ủy, 31 cấp ủy tái cử nó không trúng cử, và có một vài nơi thì cán bộ chủ chốt nó không trúng cử. Mà tôi nghĩ cái chuyện này nó cũng hợp lý thôi. Những các đồng chí đó thì có thể uy tín trình độ gì đó thì đại biểu người ta trong quá trình chuẩn bị của cái khóa trước đó, thì chưa đánh giá hết cái những cái hạn chế khuyết điểm như là cái gì thì đại biểu người ta không chọn thôi. Chứ tôi nghĩ nó dân chủ hơn cái gì. Những hạn chế trên cho thấy tinh thần dân chủ trong đảng đã được các đơn vị vận dụng và phát huy hiệu quả trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Đó cũng là những kinh nghiệm thực tiễn để các đơn vị hoàn thiện hơn các công tác chuẩn bị cho đại hội cấp huyện thị thành. Cấp ủy là nữ đó, thì thành phố Vị Thanh ở cấp cơ sở thì giàu nó cũng đông, nghĩa là trên 20%. Gần 21%. Thì sở dĩ mà thành ủy chỉ đạo được, ở đây không phải là chủ quan thành ủy, nhưng mà thành ủy cố gắng thực hiện cái quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, mạnh dạn giao nhiệm vụ. Ngược lại đó, các đồng chí nữ cấp ủy ở thành phố cũng hết sức là nỗ lực bản thân
nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên là chi đảng bộ người ta tín nhiệm, người ta bầu vào đó. Thực tế, kinh nghiệm được đúc kết qua đại hội chi đảng bộ cấp cơ sở chính là nền tảng và cũng là kinh nghiệm để các địa phương xây dựng văn kiện và nhân sự cho đại hội cấp cơ sở được sát hợp hơn. Đó là xây dựng được văn kiện sát với thực tế và chọn ra những người có năng lực, phẩm chất chính trị tốt để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đã đặt ra. Người dân ở khu tái định cư tỉnh Hậu Giang gần 10 năm sống chung với điện chập chờn. Đã có rồi thì mắc rất xa, tốn từ 5 triệu đến 10 triệu. Truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua chia sẻ của những người từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thị trường tràn ngập nhiều loại chất liệu để làm tủ bàn ghế, thì đồ gia dụng bằng gỗ vẫn giữ được vị thế của mình bằng chính độ bền, mẫu mã phong phú và độ tinh xảo. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, tại thị xã Ngã Bảy, không ít cơ sở tư nhân đã tận dụng những gốc cây sẵn có để sáng tạo thành những tác phẩm giá trị. Một trong những cơ sở tiên phong trong sự phát triển nghề chạm khắc là anh Nguyễn Giang Xuyên, chủ cơ sở chạm khắc Bảo Xuyên tại thị xã Ngã Bảy. Với kinh nghiệm 8 năm làm nghề tại làng nghề Mỹ Luông, tỉnh An Giang, anh Xuyên chọn thị xã Ngã Bảy làm nơi an cư lạc nghiệp, thuận tiện cho kinh doanh nghề này. Dù chỉ hơn nửa năm hoạt động, nhưng cơ sở của anh ngày càng phát triển. Hoạt động chủ yếu của cơ sở là gia công chạm khắc trên gốc cây sao, hương, cẩm hay còng, với các tạo hình do khách hàng yêu cầu theo mẫu có nội dung truyền thống nhưng vẫn pha thêm cảm hứng sáng tạo của nghệ nhân như rồng, tứ linh. Ước tính mỗi gốc cây thô có giá khoảng 40 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, những tác phẩm chạm khắc này có giá dao động từ 500 triệu đến 700 triệu đồng. Hiện anh Xuyên đang chạm khắc tác phẩm Cửu Long Trân Châu được đặt hàng với giá trên 650 triệu đồng. Qua 5 năm phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia. Đến nay, cán bộ công nhân viên chức người lao động đã xây dựng được trên 3.500 công trình sản phẩm mới có giá trị cao, áp dụng vào thực tiễn hơn 850 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng trị giá 350 tỷ đồng, làm lợi cho nhà nước ước tính 10 tỷ 98 triệu đồng. Vào ngày mai, 76 cá nhân và 61 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 sẽ được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm do Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tiếp xúc cử tri phường 5 thành phố Vị Thanh vừa qua, nhiều bà con cử tri phản ánh tình trạng thiếu điện sinh hoạt tại khu dân cư tái định cư phường 5 đã tồn tại trong suốt 10 năm qua. Sự khó khăn càng tăng lên khi bà con phải đối mặt với những ngày nắng nóng kéo dài. Điều mà chúng tôi thắc mắc là vì sao một khu dân cư tái định cư được xây dựng tại trung tâm thành phố lại xảy ra tình trạng thiếu điện trong một thời gian quá dài như vậy? Tìm hiểu những khó khăn thực tế của bà con đang sinh sống tại khu vực này, phóng viên thời sự có ghi nhận. Những lúc trưa hay trời sập tối thì gia đình ông Trần Thanh Bình sống tại khu tái định cư khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh lại đối mặt với tình trạng như thế này. Quá tải nên dòng điện bị chập, cháy là chuyện thường xuyên xảy ra. Từ Tết đến giờ đấy thì chính gia đình tôi cũng khi mà đang xem thời sự là cũng cháy luôn một cái tivi rồi. Đã có rồi thì mắc rất xa, tốn từ 5 triệu đến 10 triệu. Tốn tiền kéo điện từ 5 đến 7 triệu đồng và thiếu an toàn là tình cảnh chung của gần 50 hộ dân sống tại đây. Thiếu điện nên mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Tại trạm y tế phường 5, vào giờ cao điểm không thể sử dụng bất kỳ thiết bị máy móc nào liên quan đến điện. Thì tất cả các cái điện ở ngoài các cái dãy hành lang và trong các cái khoa phòng thì không có bắt được, nó cứ chớp tắt gì đó.
còn máy vi tính thì nó cứ hư liên tục. Tối ban đêm mà khám chữa bệnh cho người dân thì phải xài bóng đèn chữ U. Năm 2006, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã giao cho điện lực cung cấp điện năng đầy đủ, đảm bảo sinh hoạt của người dân tại khu tái định cư này. Nhưng tình trạng điện yếu suốt 10 năm nay vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, người dân sống trong khu dân cư tái định cư ngày một nhiều thêm. Hiện nay, số hộ dân trên địa bàn có điện sử dụng gần 190.000 hộ, đạt tỷ lệ 98,22%. Trong đó, số hộ dân nông thôn có điện hơn 140.000 hộ, đạt tỷ lệ gần 98%. Năm 2015, đã có kế hoạch đầu tư xây dựng 18 công trình lưới điện, bao gồm 11 công trình chuyển tiếp và 7 công trình mới, với tổng mức đầu tư các công trình là hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực hiện trong năm 2015 gần 29 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Ban giám khảo giải báo chí tỉnh Hậu Giang 2014-2015 vừa tiến hành chấm các tác phẩm tham dự cuộc thi. Năm nay có 165 tác phẩm của 12 đơn vị gửi về tham dự giải, tăng 24 tác phẩm so với năm trước. Trong đó, chiếm số lượng nhiều là báo in và báo nói. Theo đánh giá chung của Hội đồng giám khảo, nội dung các tác phẩm báo chí năm nay đã bám sát được các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích và mạnh dạn phản ánh những bức xúc trong đời sống xã hội. Phần lớn đều chú trọng đến yếu tố kỹ thuật, có chiều sâu về mặt nội dung, đa dạng về góc độ phản ánh. Ban giám khảo sẽ chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải vào ngày 17 tháng 6 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, 90 năm qua, báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, góp phần phát triển sự nghiệp cách mạng hôm nay. Với những người trong cuộc, nhiệm vụ ấy dù thấm đẫm gian lao nhưng họ cảm thấy rất đỗi tự hào về truyền thống và bản lĩnh của nghề báo. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại những người từng là những ngòi bút sắc bén trên mặt trận tuyên truyền báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là những nhân vật từng là phóng viên, thư ký và chủ bút của một số tờ báo cách mạng ở khu vực Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu quốc, không ai khác, họ cũng là những cán bộ chiến sĩ bám chặt chiến trường, bám chặt cơ sở. Tất cả vì mục tiêu động viên nhân dân đứng lên đấu tranh thoát khỏi cảnh nhà tan nước mất. Vào năm 1959-1960, nhân dân ta ở thành thị cũng như nông thôn đều bị địch khủng bố kèm kẹp khắc nghiệt. Ai cũng mong chờ đảng và cách mạng tìm ra con đường để quần chúng nhân dân và cán bộ hết khổ. Chính nhu cầu thực tế của quần chúng nhân dân tỉnh nhà khiến cho anh chị em làm báo tranh đấu bảo với nhau rằng học tập nghị quyết đảng phải thảo luận kỹ, nắm cho được cái mới để đưa tin báo cho cán bộ và nhân dân biết. Đồng thời phải kiên quyết đi đến các xã có chuyện người thật việc thật khổ đau cùng cực và cách đấu tranh thoát khổ của quần chúng mà đưa lên báo. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí là phải phục vụ cho đảng, cho nhân dân. Trong thời điểm giữa địch và ta đang căng thẳng, ý chí, tư tưởng của người làm báo càng phải thể hiện vững vàng. Viết cái gì và viết như thế nào để cây bút, trang giấy trở thành vũ khí sắc bén giúp ta bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Là cái gì cách mạng yêu cầu rất là làm cho nó trọng. Cái thứ hai là cái nguyên tắc nào mà đảng đề ra là anh phải làm cho nó chu đáo. Ví dụ như anh viết báo mà trong giữa ta và địch cờ ra được thế này là anh dứt khoát là anh không làm để lộ cái gì ra cho địch không biết, là nó hại cách mạng. Cho nên cái những nguyên tắc đó thì cố gắng bám cho nó thật là chắc. Cái nữa là phải yêu nghề. Với người từng làm báo trong quân đội như ông Nguyễn Duy Khải, nguyên tổng biên tập báo Quân khu 9, để báo chí luôn thiết thực, người làm báo cần lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc, tự làm mới và khẳng định sức chiến đấu của nghề, của bài báo mà mình đứng tên.
tính chiến đấu của một tờ báo cũng như người làm báo là phải khẳng định cho được tính đúng đắn, chân lý, khách quan của cái mới, nhân tố mới theo đường lối quan điểm của Đảng ta, nhất là dám lên án đấu tranh với những thói hư tật xấu, những tư tưởng hành động sai trái, những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn đó những giá trị, những nguyên tắc vàng cần được phát huy. Vấn đề là áp dụng như thế nào cho đúng và phù hợp trong sự đổi mới của nền báo chí hiện nay. Phát huy truyền thống và bản lĩnh của báo chí cách mạng, các nhà báo hôm nay cần làm gì để thể hiện tinh thần đó? Trong chương trình thời sự sau, chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này. Mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Đến đây thì chương trình thời sự tối xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào website của Đài Truyền hình Hậu Giang, www.hậugiangtv.vn hoặc kênh YouTube của Đài Giới Tình Miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.